Heo hơi hôm nay đua nhau tăng giá, trong đó tại miền Bắc có Hà Nội, Thái Bình và Hưng Yên, người dân đã bán được heo hơi với giá 63.000 đồng 1 kg. Còn lại tất cả các địa phương khác trong cả nước đều có giá bán heo duy trì mặt bằng từ 59 đến 62.000 đồng 1 kg. Riêng tại công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, suốt một tháng nay họ vẫn đang cố gắng giữ giá heo bán ra đạt từ 62 đến 63.000 đồng 1 kg. Việc công ty chăn nuôi CP Việt Nam giữ giá heo cao nhất ở mức 63.000 đồng 1 kg theo nhận định của cánh thương lái là để cho thị trường heo hơi trong nước không tăng thêm nữa. Cụ thể, theo lý giải thì mức giá bán heo hơi đạt từ 59 đến 63.000 đồng 1 kg như hiện nay được cho là rất phù hợp cho cả người chăn nuôi và người tiêu dùng. Nếu để giá heo hơi tiếp tục tăng quá cao vượt mốc 65.000 đồng 1 kg thì sẽ không bền vững. Hơn nữa, giá heo hơi tăng quá cao sẽ không được người tiêu dùng chấp nhận vì hiện tại kinh tế khó khăn, thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng. Và điều đáng nói nhất hiện nay theo bà con là chỉ có duy nhất giá bán heo hơi tăng cao. Thế còn giá bán gà thịt, trứng gia cầm và trâu bò đều đang ở mức thấp kỷ lục. Theo tính toán thì người nuôi heo trong 3 tháng qua đã có bội thu với lợi nhuận thu được trên mỗi con lợn nuôi trong 5 tháng đạt từ 600 đến 700.000 đồng. Đây là mức lãi rất cao, đặc biệt là ở các trang trại nuôi nhiều heo thì mức lãi thu về là khổng lồ. Thế còn ở chiều trái ngược lại thì người nuôi gà thịt và nuôi gà lấy trứng đang bị thua lỗ nặng nề do giá cả đầu ra quá thấp. Việc giá heo hơi tăng cao và duy trì suốt gần 4 tháng qua được người dân lý giải là do nguồn cung heo thịt to khan hiếm. Mấy năm nay chăn nuôi thua lỗ triền miên nên bước sang năm 2024 bà con giảm đàn treo chuồng bỏ trại. Thực tế này đã khiến cho nguồn cung thiếu hụt đẩy giá bán heo hơi tăng cao. Theo cánh thương lái nhận định thì giá bán heo hơi sẽ còn tăng cao từ 1 đến 2 tháng nữa. Việc giá bán heo tăng cao vào dịp hè nắng nóng được cho là bất thường vì mùa hè bao giờ nhu cầu tiêu thụ thịt cũng giảm xuống thấp nhất trong năm. Còn nhớ năm ngoái, bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng 5 giá heo bắt đầu tăng cao và lập đỉnh đạt 67.000 đồng 1 kg vào giữa tháng 7. Sau đó từ tháng 8 trở đi, giá bán heo hơi lao đầu giảm sâu kéo dài đến đầu tháng 12 âm lịch mới rụt rịch tăng trở lại. Theo người dân nhận định thì khả năng năm nay sẽ lại lặp lại kịch bản giá heo như năm 2023. Cụ thể giá heo hơi sẽ tăng cao và lập đỉnh vào khoảng tháng 6 hoặc tháng 7, sau đó sẽ giảm mạnh do tổng đàn phục hồi. Có thể nói thị trường heo hơi đang diễn biến rất khó đoán định. Theo đó bà con cần hết sức chú ý khi tái đàn, tuyệt đối không ồ ạt tái đàn quá nhiều. Bà con cố gắng duy trì đàn và lưu ý quan tâm phòng dịch bệnh vì hiện nay thời tiết giao mùa, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đàn vật nuôi rất cao, trong đó lo ngại nhất là dịch tả lợn châu Phi.